Mến chào cả nhà, mình là Mỹ Ngữ. Và hôm nay Mỹ Ngữ muốn nói lời biết ơn. Và mình cảm thấy mình rất rất là may mắn khi hiện tại thì dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, nhưng mình được sinh sống và làm việc ở Bạc Liêu, là một nơi mà rất ít dịch bệnh, và những cái sinh hoạt vẫn được diễn ra rất là bình thường. Đó là điều mà mình cảm thấy rất là may mắn. Và điều may mắn hơn nữa là mình có việc làm, mỗi ngày mình được đi làm, và tất cả những người thân yêu của mình vẫn luôn mạnh khỏe. Đó là những điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại. Và mình không biết nói gì hơn, mình chỉ biết nói biết ơn, rất biết ơn và vô cùng biết ơn.